tơn. Rồi hôm nay đi đâu rồi? Sửa sạn đẹp vậy ta. Nhìn đi đi. Nhìn đâu? Wow. Có ý định rồi phải không? Hôm nay đi làm đò mồi. Wow. Đây làm rocker. Ok, rocker. Kiếm tiền à. Làm thêm job tay trái. Rocker. Wow. It's Panda. Bayero. Làm rocker mà khách hàng chưa tới, gọi khách hàng. Khách hàng đi tới đâu rồi? Từ từ đến rồi nha. Hả? À, Tư đang đứng ở trước cổng Tư đợi nè. Vậy nha. Ok. Không, khách hàng có bỏ không? Không, à, khách hàng đang đứng. Ok. Chờ khách hàng tới nha. Ok. Kiếm đủ tiền đi nhậu rồi. Ta đang thử cỡ dịch vụ của mình mà. Tưởng nó kêu là lên thử xe. Vô đó thử á. Vô đây là một kho xe luôn. Outlander. Quá đẹp. Này chắc là khu dịch vụ khách hàng nó gửi để nó bảo hành, bảo trì, sửa chữa. Outlander 7 chỗ. Thế nè. Outlander Road. Ủa xe đi lấy thử. Màu này hợp không? Được không? Hợp tuổi luôn không? Quá được. Quá được. Hỏi người ta chứ không có màu trắng không ơi. Hỏi người dịch vụ chứ đi hỏi chồng con sao nó biết.
nói này xíu màu trắng nè. Dạ. Cơ bản vậy? Là cái cà rốt nó chỉ khác cái với lại cái bên thường là cái ớt thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Có thanh ra nghe ở trên đó. Con lên đi. Dạ. Cái đầu xe khác thôi. Cái đang cưa nè. Đèn của nó là đèn led, là đèn gầm đèn led luôn ha. Ừ. Bình thường là tất cả là full led hết á. Full led. Dạ. Hình như cái màu trắng này là nó có hai loại không ta? Dạ, màu trắng một loại ha. Màu trắng ngọc. À, trắng ngọc phải không? Giống như ngọc trai phải không? Chứ không phải là cái màu trắng xanh xanh phải không ta? Trắng bạc. Có thích xin này không? Ừ, nè, cái màu trắng này đẹp nè. Cái này là 2020. Dạ, năm 2020. À, 21 thì hồi chưa đúng không? Dạ, chưa. Chưa có thông tin, cũng phải đến tầm thường quý 2 rồi. Quý 2. Dạ. À, quý 2. Rồi, 2020. Quý 2. Nếu mà vậy thì để nửa năm sau. Ôi, nửa năm sau, ba. Qua Tết. Vậy là vẫn giờ, nếu mà mua thì trước Tết thì nó chỉ có mẫu 2020. Đúng rồi, 2020 như này thôi ạ. Ừ, đây màu trắng. Rồi còn màu khác không? Là màu gì ta? Màu trắng, màu đen. Màu đen nè. Màu xám. Màu đen nè. Ờ. Rồi vô coi màu đen cái coi. Cái này là như là xe để khách hàng nó gửi làm dịch vụ không? Dạ, một phần là khách dịch vụ, một phần là xe mới đem về chuẩn bị kiểm tra với ai bàn giao cho khách ạ. À, thấy có bảng số luôn rồi nè. Dạ. Màu màu đen thì sẽ để kho riêng. Khi nào mà giao xe thì mới đem về đây. Ờ. Màu đen nhìn cứng cáp ấy chứ. Rồi nếu vậy thì mình chỉ coi 2020 thôi chứ 2021 thì nó qua một cái thời gian khác rồi. Đúng không? 3-4 tháng sau rồi. Mày dự định 2021 nó có nhiều gì khác biệt không ạ? Dạ, chưa có thông tin gì mới. À, chưa có thông tin gì mới đúng không? Vậy là mình chỉ dừng lại 2020 thôi. Màu trắng, đúng không? Rồi này là màu đen. Rồi màu đen. Màu đen nhìn cũng ngầu chứ. Đâu chỉ cái màu bạc nên tới anh coi màu bạc. À màu bạc vô trong đây luôn không? Ồ. Oh. Bạc màu này đúng không? Ờ, cái này là cái gì chứ? Outlander. Đây. Màu bạc đây. Vậy là ở ngoài showroom là mình chỉ có để màu trắng với lại màu bạc thôi đúng không? Ok. Rồi. À, màu này là màu nó kêu là màu gì em? Màu cam. Màu cam hả? Dạ. Giống màu cánh gián nè. Dạ, hả? Không. Không không, anh không ở đây giữa hai gia đình. Đó, nó có cái màu nâu này nữa nè. Màu nâu này là cái màu đây, màu nâu. Màu nâu. Mua xe hơi là mua nay hả? Mua xe hơi là mua nay hả con? Hey.
ơi, vui mẹ nè. Nội thất 2020 chắc chứ, được không? Nhìn giống giống xe sang luôn á. Thấy cái thiết kế nó nhìn láng ha, mượt á. Ôi vô lăng đó là vô lăng như siêu xe chứ. Như xe luôn hả? Có những cái nút diệt dẫn, nút căn bản hết đúng không? Đồng hồ à, mặt đồng hồ ở đây thì nó cũng là cái hiển thị kim ha, chứ đâu phải là điện tử hả đâu. Kim. Ồ, ok. Có nghĩa là có một mặt đồng hồ điện tử ở giữa với lại cái hai cái đồng hồ kim. Đồng hồ tốc độ với lại đồng hồ tua máy nè. Là đồng hồ kim. Màn hình LED này là bao nhiêu inch đó em? 6.2. Ok, đề số tự động đúng không? 4 cấp. Ngón tay nằm ngoài. Ok. Nhà da công nghiệp màu đen luôn à. Còn cái ngồi á là tăng chỉnh điện hay tăng đỉnh trơ ta? À, tăng đỉnh trơ bình thường. Ok, sang người ta mới có chỉnh điện luôn. Cái giá này là giá nhiêu ta, hồi nãy nói giá nhiêu? À, nếu mà lăn bánh luôn thì tầm 740. Ồ, giấy tờ luôn á hả? 740. Tại vì cái bản này á thì nó rẻ hơn so với bản Cross. Bản Cross là nó cũng có hỗ trợ phía trước bạ nữa. Như bản này là bản lắp ráp ở Việt Nam cho nên nó được hỗ trợ 50% phía trước bạ. À, 50% từ giờ tới cuối năm đúng không? Từ giờ tới hết 2020. Ok.
ý là còn mấy ngày nữa. À, thì ở đó là còn mấy ngày nữa hả? Có nghĩa là phải quyết định nhanh đúng không? Đúng rồi. Cái này mấy vàng lạnh nè. Còn cái mảng cà rốt á là nó cái này một vàng lạnh trên đây hả? Nó có vàng lạnh làm sao không? Để ra coi làm sao coi. Wow, chuyện sao cũng rộng lắm chứ. Đó, hai vàng lạnh luôn nè. Rồi vô coi, vô ngồi luôn. Chắc ngồi. Vô lăng này ghê ha. Vô lăng được chứ hả? Vô lăng này nhìn đẹp. Chắc nhìn ra hồi. Đây có cái hộp đựng đồ trượt luôn. Ok. Để hai cái dưới nước. Ủa cái hộp số này có 4 cấp à ha? Số 4 cấp. Tự động. Tự động 4 cấp là thì ok rồi. Rồi, hãy luôn, thử đi. Đừng có bóp tùm lum la nha, nó chạy á. Rồi quay đây nhìn đây coi. Được không? Được. Chỗ lái luôn đi. Thấy ngồi rộng rãi thoải mái không? Thì cũng ok, cái này đạp nó cũng tốt nè. Nó nằm trong cái tầm chân của mình. Này cái đồ chỉnh ở dưới đây nè. Chỉnh bằng cơ. Chỉnh bằng cơ, chỉnh bánh răng hả? Chỉnh bằng cơ này. Thì ok ha, đâu nữa quay qua bên kia coi cái góc độ bên kia coi nó ok không nha. Được không? Được. Vô ngồi cởi nghe nè. Vô đây hả? Ừ. Rồi, lên coi. Nó cũng cứng cáp ha. Ở dưới nó cũng rộng. Ngồi bằng dưới ra vô cũng rộng hết. Hai ba người. Xe này xe bằng. Nè, đi hai nè. Người. Lần sau ngồi được hai người nữa. Lần sau thì hai cái ghế nhỏ. Nít. Hai dàn lạnh. Ngồi được 7 người được mà. Ừ. Xe này ngồi được 7 người. Cứng cáp. Màu đen nhìn nó cũng ngầu quá. Nói chung là tương phản với cái trần nè. Trần màu kem này là màu đen. Sao? Nói gì vậy cầu Hà nữa? Mua lẹ. Để Tết đi. Lẹ. Mua nhanh đi Tết là mượn xe đi. Chưa mua nó kêu mượn rồi. Vậy là mỗi, nó lần, mua. Mỗi lần ra bến nó lấy một chai thôi. Ok. Ừ. Nói chung là với cái giá này nói chung là phù hợp với lại gia đình với lại này nhiêu nãy đâu 600 mấy nói chung là giấy tờ luôn là 740 là bánh luôn á 740 ừ. Hả là xe này hay là xe này. Xe rốt này xe này hả ủa sao nó thấy nó quảng cáo có 630 rồi ta cái đó là cái giá chưa cộng những cái thuế má giấy tờ lệ phí này nọ cái expander rốt nó mắc chứ tưởng đâu expander là 700 mấy này 600 mấy thì cũng bảy cái bản cờ rốt á nhìn cái phần đầu của nó ngầu nữa ăn rốt là nãy nằm trong kho hả cái xe cái chiếc màu cam hồi nãy thôi đổi bên đây nó ngược sáng như bản kia hồi nãy là so với bản này là giá nhiêu là có nghĩa cái kia gần 800. Không, cái kia là 740 còn cái này rẻ hơn. Cái này là gần 700 thôi. Ồ. Đó, hiểu. Đấy mình không nắm thôi. Cái kia là 740 còn cái này là gần 700 là 690 đúng không? Dù ok. Rồi hỏi chuyện nó hỏi rõ. Rồi. Mở coi cái cốp rồi. Cái xe thử cái rộng không? Rộng hơn chứa được đồ để đi cắm trại không? Muốn biết nó rộng hay không là cái này để được hai vali này mở lên được ngay là thấy chưa này là đồ A cái này nó không hợp để với cái đồ làm mặt nữa rồi còn nó mở không. Mở dưới nữa nè mở dưới để okay, gì rồi để chung để được thử quay lên ngồi coi nó rộng không cái cảm giác cái người ngồi lên đó hồi sát bên đây coi
Thấy không? Rồi, nếu, để được hai cái vali. Nếu mà trong trường hợp mà 7 người rồi mà muốn chở lên 9, 10 đó, ngồi chỗ này được 2 người nữa. Khủng. Nói chung là đi cắm trại thì phải cắt dẹp hai cái ghế này mới để đồ được. Nếu mà dẹp hai ghế đó thì chở được có 5 người thôi. Sẽ đi 5 người chắc rồi. Rộng hơn. Ủa làm ở Tây Ninh hả xong? Đúng rồi, giờ chỉ có hộ khẩu mới làm được thôi chứ KT3 thôi. Dạ rồi. Thì ở đây cái này em có tắt nè. Nếu mình tổng chi phí lăn bánh á, tiền xe và tiền chi phí đăng ký ha. Thì tổng lăn bánh của mình đây. Coi coi cái rốt nhập khẩu đi coi một đường thôi. Ồ, rốt nhập khẩu thì nó lại không có thấy nước bạ, nó hỗ trợ thấy nước bạ. Đúng rồi, cái Xmanda thường nó mới có lắp ráp thôi chứ cờ rốt là chỉ có nhập khẩu thôi. À ok ok rồi hiểu rồi. Thì đừng quan tâm được rốt thì đi theo cái rốt thôi. Ok ok. Đây đây đây. Đối với thành rốt của mình ngay ngay. Em có trao đổi với chị. Tài xe của mình có kiểm vay. Mà xe tỉnh nữa thì bên em là ở tỉnh hoặc không tỉnh á thì hỗ trợ vay được 70% cho chị xe. Tức là 70% của giá 670 triệu. Là được vay được 469 triệu. Thì 469 triệu thì tổng số tiền mình đưa cho tiền xe là tiền đưa trước tiền xe là 201 triệu. Thêm tiền chi phí đăng ký xe lăn bánh là 76 triệu. Thì mình đưa trước là 277 triệu. Có nghĩa là 277 triệu là cả rồi còn là xe lăn bánh còn 469 triệu là trả góp á đúng không? Đúng rồi đúng rồi. 207 là 20% á hả? 30%. 30% của chi phí đăng ký. Hồ Chí Minh thì được trả trước 20%. Nó sắc kỳ vậy? Đúng không? Hộ khẩu tỉnh nhất thì là 30%. Mà hộ khẩu nếu mà xe đối với xe kinh doanh á, ở Sài Gòn thì mình cũng vay tối đa được 75%. Nó không được vay tiêu dùng, vay tiêu dùng thì được 80%. Ok. Ok. Còn cái này là xe thường đúng không? Xe không phải là xe rót đúng không? Đúng, đúng rồi. Mà nó có dạng mà dạng lắp ráp với làm nhập khẩu, nhập khẩu thì cũng được hỗ trợ thuế tiêu thụ 32 triệu. Dạ. Đây là nhà máy hỗ trợ trong chương trình tháng này. Ở đây là nhà nước hỗ trợ. Khuyến khích đó, khuyến khích tiêu dùng đó. Dạ thì bởi vì cái này được nhà nước hỗ trợ đúng không? Dạ không, cái này sẽ nhập khẩu cũng hỗ trợ. Ủa cái này là lắp ráp ở Việt Nam á thì mới được hỗ trợ 50%. Dạ. Có phải cái tên bên góc trái nữa là cái chỗ nhà lắp ráp cho mình ở trong nước đúng không? Cái tên gì Isamco vậy nè? Dạ, Isamco là nhà phân phối của Mitsubishi. Ok, nhà phân phối. Có nghĩa là thuế trước bạ của cái này là 63 triệu giảm được 32 triệu hả? Dạ, đúng rồi. Còn này 67 triệu là không có giảm cái năm nào hết. Tức là 32 triệu này giảm trực tiếp ở trên giá cho mình luôn. Có nghĩa là đã giảm rồi thì xe nó mới 630. Đã giảm rồi còn đây 598. Giảm rồi 598 rồi mới bắt đầu là tính này tính full. Dạ đúng rồi đây nè chị. Cái mình dễ hiểu. Có nghĩa là một cái là 600, một cái 670 trở lên nhau 70 triệu. Dạ. Quyết định. Còn cái thuế trước bạ thì nó 63, 67 thì nó trên lệch nhau có 4 triệu thôi. Còn mấy cái kia nó tương đương nhau. Dạ đúng không? Với cái kia dạ. Tương đương nhau. Cái vụ mà vay ngân hàng đồ này kia nọ khác là bên chỗ xe hỗ trợ hay là sao? Đề xuất cho ngân hàng hay là sao? Dạ, ngân hàng thì thường là em sẽ dựa vào nguồn thu của khách hàng rồi tư vấn ngân hàng phù hợp với mình. Dạ, dụ, nếu mà trong trường hợp của anh như thế này thì mình nên vay ngân hàng trong nước hỗ trợ sẽ tốt hơn. Ngân hàng mới là thương mại cổ phần đó. Dạ, sẽ hỗ trợ tốt hơn về cái phần chứng minh nguồn thu của mình để mình mua xe. Là bên này dạ, bên em sẽ giới thiệu đúng không? Đúng rồi, bên em sẽ giới thiệu. Còn phần cung cấp hồ sơ cho ngân hàng là bên chủ xe là cung cấp thứ nhất là giấy đăng ký kết hôn hai vợ chồng này, chứng minh nhân dân hộ khẩu và nguồn thu nhập của mình. Thì thường á nguồn thu của mình nếu mà có chứng minh thì ngân hàng sẽ chứng minh lỗi người ta thẩm định và bổ sung hồ sơ. Hỗ trợ
Cho nên thì giảm giá này là nhà máy hỗ trợ ha. Còn dạ, cái Cross là nó không được hỗ trợ gì hết. Kỹ năng. Mua xe hơi mà nó đứng tên hai người luôn. Không, ví dụ như là Dượng đứng này Dượng bay, nhưng mà đăng ký xe là người khác á. Mà là cái giấy tờ đăng ký xe là người khác. Ok, vậy thì con thống nhất với lại chủ con Hà được mà, đúng không? Dễ mà. Nếu vậy ok, linh động.